Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào tất cả mọi người. Anh em, hôm nay anh em mình sẽ làm một cái video, đó là mình sẽ đi nướng chuột ở trên đồi cho mọi người. Chuột xào xả ớt. Đây mà giới thiệu các nguyên liệu cho mọi người xem này. Hôm nay mình có đã chuẩn bị trước được 10 con chuột. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 con. To có, bé có, và một ít gia vị. Gia vị để mình ướp nó này. Mình sẽ làm ướp mấy ớt, mấy xả, mấy gừng cho mọi người. Đây có cả gừng này. Đây đổ ra gừng này. Đây, mình sẽ ướp với lại những cái này. Rồi một ít mì tôm nữa. Thì bây giờ anh em mình sẽ nổi lửa lên nhá. Mình làm cái chảo siêu to khổng lồ của mình đi đây. Bây giờ mình sẽ băm nhỏ ra cho mọi người. Chuột to này. Con này là chuột giò giò. Nướng lại thấy thơm. Ai sẽ ăn nào được. Lát nữa thì mình sẽ cho vào cái chảo này, mình ướp nó ở đây. Xong rồi xào sau mà nó khô đây thì nó ngấm được không nhỉ? Không biết, ngấm sẽ ngấm được. Mình chặt ra rồi chẳng được. Từ lá chanh cho sau chứ đừng ướp. Chanh lúc đấy thả là thôi, cùng nhau thôi. Cho mình ít ướp trước. Thấy mình ra chanh trước. Đây mình có mang một ít ra đầu ăn đi để. Theo điều kiện trên núi không có. Cưa bằng tay thôi, không dùng cớt. Cớt bằng tay. Nó chém vịt còn chém cả tay. Tí là phí quá. Đây, con này nướng trước rồi nó hơi bị đen, bị khô quá. Ngon. Lửa đã lên rồi. Bây giờ mình sẽ cho nó bốc lửa lên và cho cái những cái cây củi to này vào để cho nó có than. Lát nữa mình sẽ xào nó. Bao nhiêu con. Thì, gia vị mình đã cho đủ vào nhau cho mọi người. Bây giờ mình ướp ở đây. Cho súp mì vào nó để ướp. Bây giờ mình sẽ trộn để ướp nha mọi người. Ui cay, hải cay. Cay cay mát rồi. Đồ ngũ vị hương. Bay đấy. Nó hết rồi. Bay đấy. Hết thôi nha, đừng cho tắt nha. Đập hạt tiêu nữa. Đập hạt tiêu, chấm.
nó vàng lên. Mình sẽ cho mấy dầu vào để trộn vào cho nó ngấm cái gia vị nha mọi người. Thấy nó khô quá không thấy, không thấy nó ấy được. Được rồi. Đấy nó phải đứng ướt ướt này nó mới tan như vậy, súp rồi. Thịt bóng lên luôn. Bây giờ mình sẽ cùng với lại Đạt đi lên trên này chặt ít là chuối về để ngồi. Ở đây có chuối và có cả bắp bì, có quả hoa chuối nên mình sẽ lấy luôn cả hoa chuối cho mọi người. Hoa đẹp cho mọi người. Tí nữa mình sẽ mang đi nướng cái hoa này và mình để ăn nha mọi người. Đây là xuống còn vẫn còn hai cái nữa. Đấy. Có thêm một cái hoa nữa rồi. Đây. Chỗ này còn hai cái hoa nữa mọi người. Đây một cái này. Chỗ này một cái nữa. Okay, chuối đã về. Mình lấy được 4 bông nha mọi người. Những cái này thì nó vẫn còn nhỏ này, chưa nở này, nó chưa ra cái quả như thế này. Khi nào mà cái quả nó ra nó nở hết ra này thì những cái này nó cứ dài dần ra nữa là nó ra. Thì cái này thì ăn sẽ ngon hơn là những cái mà nó chưa nở ra này. Mọi thứ đã chuẩn bị ổn rồi, bây giờ mình sẽ nồi lửa lên để xào cho mọi người. Đây. Cái chảo này thì mình đã rửa sạch và không khô đi rồi. Đây, thịt chuột mình ướp đây, túi luôn, ướp vào đây. Lúc nãy không có cái gì đựng, mình cho vào cái túi bóng này. Lửa đã bốc lên rồi, bây giờ mình sẽ bạc chảo lên và cho dầu vào nhé mọi người. Dầu phải sôi. Do hôm nay là củi nó hơi ướt, cho nên là mình đun thế này nó hơi nhiều khói một tí. Úi, kênh. Cởi cái này ra nha mọi người. Lúc nãy mình ướp thì cái thịt nó đã mềm rồi. Bây giờ nó mềm, lúc đầu nó cứng hơn. Bây giờ nó ngấm dầu mới lại ngấm gia vị rồi. Đấy, mọi người nhìn này. Thịt nó to này. Do mình nướng rồi cho nên là nó cũng xe thịt lại rồi. Thì cái này cứ để các bếp, cứ để cả tháng năm cũng được. Nhẹ thôi, không bắn. Đấy. Theo. Bóc lên rồi. Đã có mùi thơm rồi. Mùi người thấy không? Đấy, chuột rất là vàng. Cái này là một con siêu cay à. Ớt hơi ít thôi. Ớt của mình là ớt nhà mình dồng được, cái quả nó bé tí mọi người, cho nên là nó cay hơn những ớt ở ngoài. Mình cũng không ăn cay nhiều cho nên là chỉ ăn ở level thấp thôi. Mai kia mình sẽ đi thử ăn cay hơn xem nó có được không. Mình thấy xả ớt nó vàng quyện vào mới lại chuột. Được rồi. Được, nó cháy đúng vào cái quai nồi. Thôi. Quai nó đang lên. Chuyển nó đi, đem cái quai nồi cho cầm vào nó nhọn. Cái đuôi, đây là cái đuôi. Cái thơm. Nãy ở đây thì kiếm được cái lá rong nào để được nó vào. Để cả lên ra chuối. Bây giờ mình chỉ cần xếp 4 xung quanh thôi. Chỗ giữa kia thì mình lấy lá đẹp đẹp, mình thảo đấy không đặt đồ ăn mà. Chỗ mình ngồi. Bây giờ mình sẽ dọn cái chỗ này đi để ngồi ở đây nha mọi người. 4 người ngồi. Tí nữa mình lấy cái lá đẹp đẹp để giữa này để đồ ăn. Đồ ăn trên chảo.
chắc cho vào ống này được. Ấy, vàng rồi. Vừa đã ổn rồi. Thế mới xuống. Được rồi. Thế là mình sẽ nhấc xuống để nó mới tôm. Mình múc nó ra cái này đi. Hành nó hơi bị cái hành nó hơi bị cháy một tí rồi. Mà chưa khét lắm. Gạt gạt nó lên cho nó khỏi bị dính xong. Ok, chờ một tí để mình đi múc nó ra ngoài. Mình đã cho sang đây mọi người nhá. Nhấn để vào đây thôi. Đấy là gia vị này. Nó nước chấm. Thịt chuột ngon quá, vét hết cả hành khô rồi mọi người. Cái đuôi nữa. Cái đuôi nó bị rơi này. Những cái ngón chân của nó bị rơi. Tĩnh ngồi ăn, muốn uống cả mỡ nhưng mà không cho. Nên chuyện lạ Việt Nam. Xin chào mọi người, mình đã ăn nấu ăn xong rồi. Bây giờ mình sẽ ngồi ăn cho mọi người. Mình sẽ quay qua cái chỗ thành phẩm này của mình cho mọi người xem. Đây là thịt chuột này. Đây là mình làm nước chấm này. Còn đây là một ít mì này, có cả mì hải sản nhá. Có cả con cua này luôn. Rồi. Mình mời tất cả mọi người cùng ăn với mình nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Ăn cái đuôi chuột chứ. Rồi nó các bạn. Rồi nó mọi người. Như phồng tôm luôn. Rất là ngon. Đấy ăn. Da của nó rất là ngon. Đuôi rất là giòn. Thành quả bao nhiêu đêm đi đánh chuột đây. Làm miếng cẩu. Đây, cho chú cái cẩu to. Bây giờ đang ít. Đây là cái còng này. Cái con này cũng không phải là con to nhất. Để bắt sau này màu vàng. Này cái chân trước à. Da nó giòn tan luôn. Này tiếng Tây người ta gọi chân là kha này. Kha. Kha này. Kha chuột. Chuột. Anh chú ơi, thông minh quá đấy. Ăn luôn. Cái ngón chân ngón chiếc là nó bị rụng mất đi. Cứ ngon như thế này là mấy hôm nữa lại tiệt chủng mất chuột thôi. Vậy đang mưa mọi người. Đang đổ mưa này. Chuột ngấm dưới mưa. Rồi đây.
ngọt ngon lắm. Ăn cái cay nó không hợp. Nhà anh thì thích cái này. Anh thích ngon lắm. Cứ có thịt chua trong chấm ngọt ngọt thế nào. Bắt đi em ơi, bắt chuột đấy. Lên đỡ đấy, nhiều rồi đấy. Còn tan. Đuôi ngọt ngọt. Đuôi giòn nó giòn. Cắt cái tim, tim tao quấn một lúc hết cả máng bây giờ, cắt. Sáng giờ được miếng mì tô. Miếng ớt. Cay cay không? Đây là lưỡi. Đây. Đen đen này này. Thịt nó chắc, nó săn lại, săn hết thịt lại. Những cái miếng như này là cái con chuột này mình đánh trước rồi, treo được lâu hơn rồi. Nó khô hết. Thấy không? Ăn kia nó lại bùi kiểu phát. Cái này muộn rồi. Cái này cũng đặt. Ăn đấy được. Quả của miền Nam đấy. Thế. Tách nào ăn mùi thì giống miền Nam thế. Nam Nam. Tưởng là ma hạt tiêu, tưởng là hạt đu đủ. Nó đu đủ làm giống. Không cầm em không để ý chẳng hạn cái đủ khô. Em đời sợ nhầm. Sợ nhầm hạt đu đủ phải không? Đây là cua biển nha các à, cua núi nha các bạn nha. Con cua này là cua sữa. Mì hải sản đấy. Người thân. Anh rào lên. Cháu nào cũng có quả. Bắt cua. Con bé cho còng to nhất. Thơm lắm. Hương vị núi rừng. Đúng cảnh đồng quê. Ngồi ngay dưới gốc xấu mà thời tiết này hơi xấu. Hơi mưa. Cái cháy thì ăn cũng nóng. Ừ. Cái gừng này nữa, cái to một tí nữa mình ăn luôn miếng gừng. Ừ. Đây anh thái cả gừng vào đây mà. Rồi. Ăn rồi. Cái ăn nóng hẳn lên. 10 con chuột. Cô ngon. Còn món mắm bi nướng thôi. Cái món hoa quả tráng miệng. Chết hơi sớm. Mưa này. Thịt chuột rất ngon nhưng mà mưa. Chơi ngại gì mua rơi. Hoa tầm. Hát tầm. Chưa đạt chỉ tiêu một tuần 8 lần. Đáng mà cách nhặt thì dính mưa.
ở thế này lại tắm mà. Đang định nguội. Rất ngon. Đêm này bác không ngủ, bác lại đi đánh chuột. Đêm thức rồi, nằm trông. Làm cái gạt nạp bằng đấy trong vườn mày mài dần nẻo dần đi mày để vay mấy cái ông cũng cắt cất bây giờ cũng làm thì ông vít và rồi bây giờ keo chắc mà thì cảm cũng ấy được keo keo là hay khó hay được à không ý là cái đoạn đấy không chui rồi, không một tí. Chiều nay còn bữa núi, không biết bọn đào được chưa? Bảy mươi phần trăm thôi, tin được lắm. Tầm sương mù mà nhìn khoáng thì khả năng còn dễ tìm. Làm đấy mình chui cứ được rồi. Làm này mini đánh tặng rồi. Dạ vâng. 3-4 giờ mà mang đến mini đánh tặng. Sương mù mà nhìn thấy gì mà lên đằng này cũng không thấy đỉnh ở đâu mà. Từ dưới chân này lên mấy hôm nó nhiều. Từ đây xuống đến cây chẩu ấy, chẩu thấy gì luôn. Cái lúc chiều chiều tối tầm chắc tầm 10 mét. Tầm đấy. Con này ngon này đã. Ăn chuột đấy. Con này chắc cờ rà lắm rồi. Con này ngon. Trong mừng thọ xương hơi cứng. Hai cái quả đấy theo chín này. Em lật lại. Bảy con to này càng đẹp nào làm món nấu chuối nhỉ. Chuột nấu chuối chung là nấu cái chuối thì con gì ngon ngọt ngọt cái chuột này nấu chuối ăn ăn chuột ngon hơn thịt chuột thì mình ăn bây giờ cũng nó no rồi mọi người ạ. Thì bây giờ đến cái mục hoa chuối mọi người. Mình ăn thử miếng này xem như thế nào. Như măng ấy. Cảm giác nào cô? Như măng nướng. Như măng nướng không? Ừ. Ngon đấy. Rất thơm. Ừ. Thơm thật. Ừ. Này. Đó ngon các bạn. Đấy, nó vẫn còn bốc khói thì. Lâu rồi không được quay về thời trẻ trâu ngày xưa cũng rất ngon. Chặt thêm hạt tiêu là ăn bùi lắm. Còng to đùng. Bây giờ ăn thịt nhiều no quá mọi người. Không ăn được nhiều. Thôi cái video của anh em mình xin kết thúc ở đây.
Hẹn gặp lại anh em ở những cái video tiếp theo nhé. Xin chào tất cả mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Mình sẽ cập nhật đi làm những món thật là ngon để cùng trải nghiệm thực tế. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người những video tiếp theo.